Em chào tất cả các bác nhá. Hôm nay thì bên Micro Audio lại về hai dòng lọc xì mới. Đó là dòng lọc xì con trên cùng. Đây là SR231Q. Dòng này thì mặt hơi xám và những cái viền này là có phần màu đỏ. Và dòng bên dưới thì là mặt đen. Nó cũng là EQ231. Đây là hai mặt nó khác nhau nhưng mà về cái nội thất bên trong nó là giống nhau. Có nghĩa là lô trước lô sau nó sẽ sản xuất theo dây chuyền. Đây là hàng bãi hết các bác nhé. Sau đây thì bên Micro Audio sẽ test nhạc cho các bác thưởng thức về cái độ hay của con lọc xì này. Em sẽ chạy với một đôi loa DK và một con đẩy ETC MA360 hàng bãi Mỹ. Đây, hàng thì về rất là nhiều, bác nào có nhu cầu thì liên hệ Michael nha. Sau đây thì em sẽ test nhạc. Nhiều bác bảo là sao bác cứ test nhạc sống làm gì, thì bác test nhạc bolero. Thì hôm nay dòng lọc xì này về thì em sẽ quyết định test nhạc bolero cho các bác. Đầu tiên là em sẽ chưa cho qua con equalizer các bác nhá. Này bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tàn trần gian. Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mai xa kiếp con người về với cát bụi mà bỏ cho anh cho nó qua lọc gì các bác nhá. Nó chạy qua này ở đây. Vâng, em chỉ test một đoạn nhạc bolero. Nói chung là các bác đã sử dụng thêm lọc xì thì cái dàn âm thanh thì các bác chắc chắn là hay hơn. Thứ nhất là về nghe nhạc, thứ hai là về hát karaoke. Tiếng test nó sẽ sạch hơn và đanh hơn, trống thì sâu hơn. Cảm giác như mình đang ngồi trong một phòng hát chuyên nghiệp và nghe nhạc các bác. Các bác có thể đăng ký kênh YouTube bên Micro Audio hoặc là Zalo, Facebook với số điện thoại là 0977 434 361 hoặc là liên hệ số điện thoại để nhận được các tư vấn từ bên Micro Audio. Em chào các bác.